Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Tổng thống Trump tuyên bố những thay đổi lớn ở 6 lĩnh vực trong chính sách với Trung Quốc. Tác giả Minh Thành Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào thứ Sáu, 29 tây tháng 5, nói về sáu phương diện bao gồm Hồng Kông, Hù, nghiên cứu bí mật của Hoa Kỳ, đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thương mại và tài chính. Tổng thống Trump nói, Tôi ở đây hôm nay để nói về quan hệ Mỹ-Trung và một số biện pháp mới để bảo vệ sự thịnh vượng và an ninh của hoa kỳ ông harry kazunis giám đốc cấp cao của trung tâm lợi ích quốc gia và là chuyên gia về các vấn đề châu á đã bình luận về cuộc họp báo của tổng thống trump ông cho rằng tổng thống trump không chỉ tấn công kẻ thù đảng cộng sản trung quốc qua lời nói mà còn bằng hành động ông nói rằng từ việc Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ trích cách Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý đại dịch, đến việc hiện giờ đang cố gắng buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trước các hoạt động tại Hồng Kông, cho thấy một cuộc thách đấu siêu cường nguy hiểm đang diễn ra. Có thể thấy rõ hướng đi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong 10 năm tới hoặc lâu hơn vấn đề Hồng Kông. Trong cuộc họp, Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành một số hành động quan trọng nhất có liên quan đến tình hình hiện tại ở Hồng Kông. Ông nói rằng việc thực thi luật an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hồng Kông trong tuần này đã vi phạm tuyên bố chung Trung Anh được ký năm 1984 và cũng vi phạm luật cơ bản của Hồng Kông đây là một thảm kịch đối với người dân hồng kông người dân trung quốc và cả người dân thế giới trung quốc đảng cộng sản trung quốc tuyên bố rằng họ đang bảo vệ an ninh quốc gia nhưng thực tế hồng kông vốn là một xã hội tự do an toàn và thịnh vượng bắc kinh quyết định mở rộng xúc tu của các cơ quan an ninh trung quốc đảng cộng sản trung quốc đến nơi từng là pháo đài tự do này hồng kông ông trump phát biểu cuộc xâm lấn của Trung Quốc và những diễn biến làm suy yếu tự do của Hồng Kông gần đây cho thấy Hồng Kông không còn đủ quyền tự chủ để đảm bảo hưởng những ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi đã dành cho Hồng Kông kể từ khi chuyển giao tới này. Tổng thống Trump nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay thế một quốc gia hai chế độ, ban đầu bằng một quốc gia một chế độ. Ông đang chỉ đạo chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu quá trình thu hồi ưu đãi đặc biệt của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông để đáp trả lại luật an ninh quốc gia Hồng Kông gây tranh cãi mà đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thông qua. Tổng thống tuyên bố rằng việc rút lại ưu đãi đặc biệt cho Hồng Kông ảnh hưởng đến toàn bộ phạm vi các thỏa thuận với Hồng Kông. Từ dẫn độ đến kiểm soát, xuất khẩu, đến sử dụng công nghệ, chỉ có một số ít là ngoại lệ ông cũng nói rằng hoa kỳ sẽ tiến hành điều chỉnh thương mại đặc biệt của hồng kông và sẽ không còn coi hồng kông là một khu vực độc lập bên ngoài trung quốc hoa kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức đảng cộng sản trung quốc và các quan chức hồng kông những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc bóp nghẹt tự do của hồng kông hành động của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hành động của chúng tôi sẽ rất có ý nghĩa tổng thống trầm nội Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ sẽ sửa đổi các đề xuất du lịch của Hồng Kông để đối phó với các nguy cơ và trừng phạt các cơ quan an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán Ông Trump nói, Chính phủ Trung Quốc đã vi phạm các cam kết với chúng tôi và nhiều quốc gia khác. Sự thật này không thể bỏ qua hoặc lãng quên. Sự vô trách nhiệm của chính phủ Trung Quốc đã khiến thế giới làm lâm vào thống khổ. Chính phủ Trung Quốc đã che đậy vai ớt Vũ Hán khiến dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới, gây ra đại dịch toàn cầu giết chết hơn 100.000 người Mỹ và hơn 1 triệu người trên toàn thế giới. Các quan chức Trung Quốc bỏ qua việc báo cáo với Hù và khi họ lần đầu tiên phát hiện ra vai ớt đã gây áp lực lên Hù để đánh lừa thế giới. Ông Trump nói rằng điều này gây ra thiệt hại cả về tính mạng và kinh tế. Ông đặt nghi vấn tại sao đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép người dân Vũ Hán đi du lịch đến các vùng khác của Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh, nhưng lại cho phép người dân Vũ Hán tự do du lịch đến các quốc gia khác. Thế giới cần Trung Quốc, đảng Cộng sản Trung Quốc trả lời câu hỏi về virus này. Chúng ta cần phải có sự minh bạch Tổng thống Trump nói. Mỹ cắt đứt quan hệ với Hu. Ông Trump nói rằng mặc dù Trung Quốc chỉ hỗ trợ Hu 40 triệu USD mỗi năm, trong khi Hoa Kỳ hỗ trợ khoảng 450 triệu USD mỗi năm, thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn khống chế Hu. Chúng tôi đã nói rõ ràng rằng Hu phải cải tổ, nhưng họ đã từ chối hành động. Tổng thống Trump cũng nói rằng vì Hu từ chối thực hiện các cải cách cần thiết, chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Hu ngay hôm nay và sử dụng khoản tài trợ vốn dành cho Hu chuyển cho các nhu cầu y tế toàn cầu khẩn cấp khác. Tạm dừng nhập cảnh đối với một số sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc. Ông Trầm nói, trong nhiều năm, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động gián điệp bất hợp pháp để đánh cắp bị nhiều bí mật công nghiệp của chúng tôi. Ông cho biết hôm nay sẽ ban hành tuyên bố để bảo vệ tốt hơn các nghiên cứu quan trọng của các trường đại học quốc gia lớn ở Hoa Kỳ và xác định đây là một rủi ro bảo mật trong tương lai. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với một số người Trung Quốc. Sau bài phát biểu của Tổng thống Trump, Nhà Trắng tuyên bố từ ngày mùng 1 tây tháng 6 sẽ tạm ngừng nhập cảnh vào Hoa Kỳ Đối một số sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc. Nhà trắng cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động rộng rãi để thu được công nghệ và tài sản trí tuệ nhạy cảm của Hoa Kỳ. Một phần là để tăng cường hiện đại hóa và năng lực của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đặt ra một mối đe dọa đối với sức sống kinh tế lâu dài của quốc gia và sự an toàn của người Mỹ thông cáo cho biết chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng một số sinh viên Trung Quốc, chủ yếu là nghiên cứu sinh và nghiên cứu sau tiến sĩ, làm người thu thập tài sản trí tuệ phi thuyền thông, thông tin. Do đó, sinh viên hoặc nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, sinh viên đại học trở lên, những người tiếp xúc với quân đội đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đã từng tiếp xúc với quân đội đảng Cộng sản Trung Quốc rất có khả năng bị đảng Cộng sản Trung Quốc ép buộc hoặc điều khiển. Điều này cần đặc biệt chú ý. Thông cáo tuyên bố rằng, xét tới tình huống trình, Tổng thống Trump cho rằng, một số công dân Trung Quốc được phép vào Hoa Kỳ học tập theo diện Visa F hoặc J hoặc tiến hành nghiên cứu tại Hoa Kỳ sẽ gây tổn hại cho lợi ích Hoa Kỳ. Vào ngày 28 tháng 5, New York Times dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết chính quyền Trump có thể tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ hủy thị thực cho các sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc liên quan trực tiếp đến các trường đại học thuộc quân đội Trung Quốc và trục xuất họ về nước. Việc này sẽ liên quan tới hàng ngàn công dân Trung Quốc. Nếu được thực hiện, đây sẽ là kế hoạch đầu tiên cấm một số nhóm sinh viên Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hiện tại, Hoa Kỳ đã đối đầu với đảng Cộng sản Trung Quốc trên nhiều phương diện như chính sách thương mại, công nghệ, nhân quyền và truyền thông. Hãng tin Reuters cũng dẫn lời hai người cung cấp thông tin, một trong số họ là một quan chức hiện tại của Hoa Kỳ, nói rằng hành động này có thể ảnh hưởng tới 3.000 cho tới 5.000 sinh viên Trung Quốc. Hoa Kỳ lên kế hoạch công bố hạn chế thị thực đúng vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Những người đưa tin cho biết mặc dù kế hoạch hạn chế thì thực không liên quan trực tiếp đến căng thẳng ở hồng kông nhưng thời điểm công bố chính sách này dường như là một phần áp lực toàn diện mà hoa kỳ nhắm vào đảng cộng sản trung quốc vấn đề thương mại ai ai cũng biết hành vi sai trái của trung quốc tổng thống trump nói rằng trong nhiều thập kỷ không ai có thể sánh được với đảng cộng sản trong trung quốc trong việc cướp bóc Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mất hàng trăm tỷ USD mỗi năm trong các giao dịch với đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong thời gian chính phủ trước đây nắm quyền. Tổng thống Trump đã lên án đảng Cộng sản Trung Quốc cướp bóc việc làm của người Mỹ và vi phạm các cam kết tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ông nói, điều tồi tệ hơn là họ, đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là nước đang phát triển và đang thu được nhiều lợi ích khác nhau mà các quốc gia khác không có, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện hành vi trộm cắp, nhưng chính phủ trong quá khứ đã để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể trốn thoát trách nhiệm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố quyền lãnh thổ bất hợp pháp ở Thái Bình Dương, đe dọa tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Nó đã vi phạm cam kết với thế giới trong việc đảm bảo quyền tự trị của Hồng Kông. Tổng thống Trump nói: Hoa Kỳ hy vọng sẽ thiết lập một mối quan hệ cởi mở và mang tính xây dựng với Trung Quốc. Nhưng để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần bảo vệ mạnh mẽ lợi ích quốc gia của mình. Yêu cầu các công ty Trung Quốc trên thị trường Mỹ phải tuân thủ các quy tắc của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng cho biết ông đã sẵn sàng hành động yêu cầu Trung Quốc và các công ty nước ngoài khác niêm yết trên sàn giao dịch tài chính Hoa Kỳ, tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán của Hoa Kỳ. Để bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ, tôi đang hành động, ông Trump nói. Tổng thống cho biết ông sẽ hướng dẫn nhóm làm việc của Tổng thống tham gia vào các vấn đề thị trường tài chính để nghiên cứu các hành vi khác nhau của các công ty Trung Quốc được niêm yết tại Hoa Kỳ nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Ông cũng nói rằng các công ty đầu tư không nên để khách hàng gặp rủi ro tiềm ẩn không cần thiết do các công ty Trung Quốc không tuân theo các quy tắc tài chính. Người Mỹ có quyền có sự công bằng và minh bạch, ông nói. Vào ngày 20 tây tháng 5, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật trách nhiệm đối với các công ty nước ngoài. Dự luật quy định rằng nếu Ủy ban Giám sát Kiểm toán Công ty Đại chúng tại Mỹ PCAOB không kiểm tra được báo cáo kế toán của các công ty nước ngoài được niêm yết ở Mỹ trong 3 năm liên tiếp sẽ cấm công ty này giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ. Đồng thời, sẽ yêu cầu các công ty niêm yết tiết lộ xem họ có phải thuộc sở hữu của chính phủ nước ngoài hoặc nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài hay không. Vào ngày dự luật được thông qua, chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm. Trước khi dự luật này được đưa ra, một số công ty chứng khoán Trung Quốc đã bị buộc tội gian lận tài chính, bao gồm Luckin Coffee, IQG, GSX Texado Theo Education Tổng thống Trump có hành động để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc Ông Harry Kazinis Giám đốc cấp cao của Trung tâm Lợi ích Quốc gia CNI Mỹ và là chuyên gia về các vấn đề châu Á đã bình luận về bài phát biểu của ông Trump Ông nói Tổng thống Trump hôm nay tuyên bố rõ ràng rằng Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù của Hoa Kỳ. Ông không chỉ sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ mà còn muốn sử dụng hành động rõ ràng và cứng rắn để chống lại kẻ thù này. Ông Kersinis nói rằng Tổng thống Trump bây giờ dường như đã định sẵn Bắc Kinh là một đối thủ trong chiến tranh lạnh. Một kẻ thù như Liên Xô cũ và Hoa Kỳ phải kiềm chế các hành động của đối thủ. Vào sáng ngày 29 tây tháng 5, Tổng thống Trump đã đăng một tweet Trung Quốc, China, điều này đã khiến ngoại giới suy đoán về những vấn đề liên quan đến Trung Quốc mà ông sẽ nói trong cuộc họp báo. Trước thềm cuộc họp báo của Tổng thống Trump, các quan chức Nhà Trắng đã tiết lộ rằng chính phủ Trump cực kỳ không hài lòng với đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm 29 tây tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Fox and Friends, ông Larry Kolo, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, chính phủ Hoa Kỳ cảm thấy tức giận với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm trong những ngày, tuần và tháng gần đây. Hành vi của họ, Đảng Cộng sản Trung Quốc không tốt. Họ đã mất niềm tin của toàn xã hội phương Tây. Ông nói thêm rằng, trong buổi họp với nhiều truyền thông, Tổng thống Trump sẽ có nhiều bình luận và nhiều ý kiến về cách làm thế nào để Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Ông Kulo nói, hành vi của đảng Cộng sản Trung Quốc là rất tệ trong việc cung cấp thiếu thông tin về virus, thiếu minh bạch, thiếu hợp tác, đồng thời cùng với hù đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông vào ngày 28 tây tháng 5, làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Trump nói vào chiều 28 tháng 5, khi ông ký một sắc lệnh hành pháp liên quan đến mạng truyền thông xã hội rằng: "Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định ngày mai sẽ tiến hành thảo luận khi được phóng viên hỏi liệu Hoa Kỳ có tiếp tục giữ lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hay không." Ông nói: "Chúng tôi sẽ tuyên bố những sự việc liên quan tới Trung Quốc vào ngày mai. Hơn nữa, chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi không hài lòng với những gì đã xảy ra. Ngoài vấn đề Hồng Kông, trong vài tuần qua chính phủ Hoa Kỳ đã gây áp lực lên Bắc Kinh để điều tra hành vi che đậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong trận đại dịch. Ông Trump đã nhiều lần công khai lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và che giấu dịch bệnh. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 28 tây tháng 5, Tổng thống Trump một lần nữa nói về đại dịch. Ông nói đảng Cộng sản Trung Quốc lẽ ra phải ngăn chặn dịch bệnh từ đầu, nhưng họ đã không làm như vậy. Mai của việc xin kính chào quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.